Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ là mình đang ở trong địa phận đó là tỉnh Hà Tĩnh, và mình có đọc được thông tin đó là ở tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh là có ngôi mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Lúc trước là mình cứ hay đọc những cái thơ như là nhiều bài thơ lắm, và có câu chuyện rồi câu chuyện Kiều nó rất là nổi tiếng và cũng đạt được nhiều kỷ lục. Thì mình có biết được đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân, thì mình có đến thăm mộ Đại Thi Hào Nguyễn Du. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong ngôi mộ, rồi một lát nữa mình sẽ đi qua cái nhà lưu niệm nha. Ở đây là mùng 3 Tết, thì mình có thấy anh chị bản số xe 30 là cũng đi vào trong mộ Đại Thi Hào Nguyễn Du để mà thắp hương nè. Mình cũng đi vào mình xem thử. Phía trước của chúng ta đó là cái lăng mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Bên phía tay trái đây là một quần thể rất là rộng tại đây. Lăng mộ Nguyễn Du là một điểm di tích quan trọng trong quần thể di tích Đại Thi Hào Nguyễn Du. Nơi đây là nơi yên nghỉ, là một không gian thoáng đãng thiêng liêng, là điểm đến của mỗi du khách trong và ngoài nước khi mà đến với lại vùng đất Hà Tĩnh, là quê hương của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Đại Thi Hào Nguyễn Du thì được sinh ra trong một cự tộc, là người con trai thứ 7 của Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, là em cùng cha khác mẹ với lại Tham Tụng Nguyễn Khảng. Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu năm 1765 tại phường Bích Câu, Thăng Long, Hà Nội. Năm 1820, Đại Thi Hào Nguyễn Du được cử đi sứ Trung Quốc, nhưng chưa kịp lên đường thì lâm bệnh nặng, mất tại kinh thành Huế. Lúc đó thì Đại Thi Hào Nguyễn Du thọ 56 tuổi. Thi hài ngài được an táng tại cánh đồng Bầu Đá, xã An Ninh, nay là An Hòa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc ra đi của cụ trong sách Đại Nam Chính Biên liệt chuyện chép: lúc mắc bệnh cụ không chịu uống nước, lúc gần mất cụ sai người nhà sờ tay chân xem nóng lạnh hay không. Người nhà bảo lạnh hết cả rồi, cụ nói được. Thế là cụ ra đi không để lại lời chăn chối cho đời sau. Mùa thu năm 1824, người con thứ là Nguyễn Ngũ vào kinh thành Huế xin triều đình đưa hài cốt của cha về quê nhà và an táng tại khu vực Cầu Mái gần cạnh vườn ở trước đây là thôn Thuận Mỹ, xã Tiên Điền. Tuy nhiên nơi đây hỡi mưa là ngập, sợ bất ổn nên con cháu lại di chuyển đi chỗ khác. Tương truyền lần này không chọn đất từ trước, mà con cháu chọn hai người đi trước bưng yên thư, trên có nhang đèn và một con cò bằng gỗ. Hai người cứ đi mãi, khi nào con cò trên yên thư ngã xuống thì nơi đó chính là nơi yên nghỉ của ngài. Sau đó mộ phần được an táng trên cánh đồng Phóc, thuộc khu vực đồng cùng giáp ranh giữa hai xã đó là Xuân Mỹ và Tiên Điền. Trong đây là video của các anh chị mang biển số 30 đến từ Hà Nội, có thể là về thăm lại quê hương Hà Tĩnh. Và vào mùng 3 Tết thì cả gia đình đi đến với lại khu lăng mộ Đại Thi Hào Nguyễn Du để mà cầu xin ngài ban ơn cho các con được học giỏi, được thành công, thành đạt trong sự nghiệp của gia đình, rồi các con được khỏe mạnh, được học giỏi. Đó, như mọi người có thể thấy trong video, đây là ngôi mộ, đây là nguyên một quần thể khu lăng mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Vào những dịp Tết thì rất là đông người dân Hà Tĩnh cũng như là du khách thập phương đến đây để mà cầu xin được bình an, thành công sự nghiệp. Và mình thì rất là được may mắn khi mà đến với lại chỗ tỉnh Hà Tĩnh này, khi mình chạy trên cung đường và mình đọc được thông tin nên mình sẽ ghé qua trong lăng mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du, người mà như mọi người biết được đó, đó là nổi tiếng với chuyện Kiều. Thì trên cái bia này có ghi chữ là danh nhân văn hóa thế giới, và theo mình được biết là ở Việt Nam này có đến 4 người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du, rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi danh nhân Nguyễn Trãi, và mới đây nhất đó là Chu Văn An nữa, nhà giáo Chu Văn An. Và đây ở đây thì có những cây nhang, rồi có đèn, hồi nãy có khách đến
đến để mà cầu xin năm mới, cầu xin Đại Thi Hào Nguyễn Du ban ơn lành cho các con các cháu được học giỏi. Để con mình cũng cầu xin được ban ơn. Lạnh quá. Ở Hà Tĩnh bây giờ nhiệt độ chỉ khoảng 15-14 độ thôi. Ở đây hồi nãy mình có thấy là mấy anh chị đứng ở chỗ này cầu xin ban ơn, xin Đại Thi Hào Nguyễn Du giúp ngôi mộ, giúp đầu đã được may mắn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây tên là Trạng Nguyên nha, rất là hay ở đây. Dạ, đây là cây Trạng Nguyên phải không? Cây Trạng Nguyên. Mọi người có bao giờ thấy được cây này đâu không? Cây này có tên là cây Trạng Nguyên. Muốn học giỏi thì mai mua cái cây này về trồng ở trong nhà thì con cái sẽ học thật giỏi nha. Ở đây là khu lăng mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi qua nhà lưu niệm ở huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Đây là trong một quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia luôn. Để mình đi qua nhà lưu niệm. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ đi xe máy, mình chạy qua khu lưu niệm của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Khoảng cách mà từ cái chỗ mà lăng mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du đến với lại cái khu lưu niệm đó là chỉ khoảng 400-500 mét thôi. Khoảng 1-2 phút chạy xe máy. Bây giờ mình sẽ chạy xe máy đi qua đó. Đây là cái bờ tường của khu lưu niệm của nhà Thi Hào Nguyễn Du nè. Bên tay phải đây có vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Và bên trong mình thấy rất là nhiều du khách đến đây để mà đi vào tham quan nhà lưu niệm của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Sẽ hơi đậu dọc đường đi. Ở trong đây thì có bãi đổ xe nữa. Giờ mình sẽ đi vào trong này, mình đổ xe mình đi vào trong nhà lưu niệm nha. Ở đây mình thấy đó là có cái chỗ mà bán vé nữa nè. Nhưng mà tuy nhiên là đây là mùng 3 Tết, có lẽ là dịch cho nên là mình được miễn phí. Đó, xe hơi đậu, sân động rất là rộng. Giờ mình đi vào đậu thôi. Vào mùng 3 Tết này thì ngày hôm qua có lẽ là mưa cho nên là sân nó ướt. Đây là khu lưu niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du. Một quần thể rất là rộng. Toàn bộ di tích lưu niệm Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn ở làng Tiên Điền rải rác chừng 20 hecta từ bờ sông Lam đến giáp xứ Đồng Cùng. Khu lưu niệm mộ Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn từ cổng chính vào là nhà khách, nhà Tư Văn 2, Tư Văn 1, đài tưởng niệm Nguyễn Quỳnh, đền thờ Nguyễn Du và nhà trưng bày có một số hiện vật quý như là nghiên mực, đĩa mai hạch mà Nguyễn Du được tặng trong thời gian đi sứ, nậm và chén rượu hòm sắt của Nguyễn Nguyễm là cha của Nguyễn Du. Ông lớn lên trong một gia đình gia giáo, từ thuở nhỏ đã tiếp thu với tinh hoa văn hóa xứ Nghệ Thăng Long Kinh Bắc. Nguyễn Du nhanh chóng trở thành một bậc học rộng tài cao, tinh thông Phật Pháp, thi họa.
tác phẩm Chuyện Kiều là một tuyệt phẩm của ông để lại cho nền văn học nước ta, một đóng góp có thể nói là cực kỳ to lớn cho thế hệ mai sau. Khu lưu niệm cụ Nguyễn Du được xây dựng để các nho sĩ, văn sĩ và du khách trong và ngoài nước yêu thích Chuyện Kiều, ngưỡng mộ cụ Nguyễn Du, một đại thi hào dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới đến thắp hương tưởng niệm. Đây là khu di tích văn hóa nằm trong quần thể di tích dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền. Quần thể di tích này là một tổ hợp bao gồm nhiều di tích như đền thờ Đại Vương Tiến sĩ Nguyễn Huệ, đền thờ Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Trọng, đền tới Nguyễn Quỳnh, hai ngôi nhà tư văn, đại thi, khu mộ đại thi hào Nguyễn Du, bảo tàng Nguyễn Du và nhà thờ Nguyễn Du. Đến khu lưu niệm cụ Nguyễn Du, du khách vừa có dịp để ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, vừa có dịp để tìm hiểu thêm về giá trị lịch sử, tính nhân văn của quần thể di tích Nguyễn Tiên Điền. Đặc biệt, nếu đến đây vào những ngày đầu xuân, du khách sẽ được thưởng thức những đêm thơ Nguyễn Du tại nhà tư văn trong khu lưu niệm Nguyễn Du. Và hôm nay là mùng 3 Tết, rất là đặc biệt, ngày đầu xuân ở đây thì sẽ có được những đêm thơ tại nhà tư văn trong khu lưu niệm Nguyễn Du này. Còn đây là nhà trưng bày những vật phẩm của Nguyễn Du, có trưng bày những tác phẩm của Nguyễn Du là thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm. Thơ chữ Hán là Thanh Hiên Tiền Hậu Tập, thơ chữ Nôm thì có Chuyện Kiều và rất là nhiều câu chuyện nữa. Đây là những tập thơ của Nguyễn Du này. Thơ chữ Hán Nguyễn Du, thơ quốc âm. Đây là một cái bản rất là đẹp, năm 1765. Đây đây là nơi trưng bày những cổ vật như là sừng hươu, bộ chén dĩa, bộ bình trà, bình rượu. Niên biểu Nguyễn Du, sinh năm 1765 tại Thăng Long, Hà Nội. Đây là gạt nai, đây là cái la bàn, hồi la bàn rất là đẹp. Đây là bộ sách. Đây là gốm. Còn đây là khu mà trưng bày những bức hình ngày xưa. Còn đây là sắc phong của vua Khải Định để phong tặng cho Nguyễn Nghiễm là thượng đẳng tôn thần. Và trong video này, đây là một trong những điều đặc biệt nhất trong nhà lưu niệm của đại thi hào Nguyễn Du, đó là độc bản Chuyện Kiều nặng đến 75 kg và đạt kỷ lục Guinness ở Việt Nam vào năm 2002. Trong khuôn viên của khu di tích đại thi hào Nguyễn Du thì rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ đi một vòng chụp ảnh ở đây, rất là đẹp. Và như vậy là hồi nãy giờ mình dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở trong nhà lưu niệm. Ở trong đây có trưng bày những tác phẩm về Chuyện Kiều, hoặc là những bài thơ của Nguyễn Du, hoặc là gia phả của Nguyễn Du nữa. Mình cảm thấy rất là tự hào khi mà có mặt ngay tại cái nơi đó là khu lưu niệm di tích lịch sử của đại thi hào Nguyễn Du. Mọi người mà đến Hà Tĩnh thì nhớ đến huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh để đến với lại là khu di tích lịch sử, khu lưu niệm, đó là đại thi hào Nguyễn Du. Ở đây sẽ có luôn một khu lưu niệm, ở đây có nhà sân vườn này, có nhà lưu niệm trưng bày và có cái khu lăng mộ của đại thi hào Nguyễn Du hồi nãy mình có đi tham quan nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Nhớ theo dõi kênh của mình để có những video hay tới nha. Bye bye. Đi qua bên